Vâng, xin kính chào tất cả quý chị. Và bên em vừa về một chiếc xe phân khúc gầm cao, một chiếc xe full công nghệ đến từ thương hiệu Nhật, một chiếc Mazda CX-5 đã lên form mới, cốp điện và những cái khung đèn LED phía trước và phía sau. Màu Kawasaki cực đẹp luôn. Vâng, với những chiếc xe Nhật thì anh chị biết rằng đây luôn luôn là những chiếc xe bền bỉ, và nhất là những cái chiếc xe đến từ thương hiệu Mazda thì nó là một cái thương hiệu Nhật thì nó lại khá là tiết kiệm. Với khối động cơ 2.0, form dáng xe đẹp khỏe thì đây là một cái mẫu xe được nhiều người ưa chuộng nhất. Anh chị có thể thấy được cái màu sắc của chiếc Mazda CX-5 này, phải nói là quá là đẹp luôn và quá là xuất sắc luôn. Với phiên bản của form mới này thì nó lại trang bị thêm khá nhiều những công nghệ cao cấp, đó chính là cốp điện và form dáng khung gầm hoàn toàn mới. Cái mẫu này thì nó lên form từ cuối 2017 và tồn tại đến năm 2021 thì bắt đầu đã đổi form. Và bây giờ thì thực sự là nó đã khá là rẻ rồi. Với chiếc Mazda này, thời điểm này mà anh chị mua thì nó phải gần 1 tỷ đồng. Thì bây giờ chiếc xe này chỉ còn có hơn 700 triệu thôi. Vậy là anh chị đã tiết kiệm được gần 300 triệu đồng với cái mẫu xe này. Mà cái độ mới của nó còn gần như là nguyên bản và nguyên zin. Một cái màu sắc của xe đấy là xanh Kawasaki cực đẹp luôn. Và đây là một cái chiếc xe cực kỳ xuất sắc, mà đời của nó là cuối 2017 và đăng ký 2018, và form là form của 2018. Anh chị có thể nhận thấy màu sắc của xe thì nó đã độc quá độc đáo và đẹp mắt rồi. Với những công nghệ cao cấp đến từ tiên tiến đến từ thương hiệu Mazda. Đầu tiên anh chị có thể nhận thấy được là cụm đèn pha toàn bộ là full LED hết. Full LED ở phía đằng trước và LED này LED trắng cảm biến trước sau. Mặt ca lăng được thiết kế mắt cáo cực kỳ là đậm nét và sạch và đẹp mắt này. Anh chị nhìn này. Và phải nói rằng là thiết kế của Mazda nó là một cái thiết kế khá là thời thượng. Nó mang lại độ đẹp và độ khỏe cho cái chiếc xe. Na răng thì là 18 inch, bản lốp dày và lốp theo xe còn nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn. Anh chị có nhìn thấy củ phanh vàng ươm. Nhìn chung về cái chất lượng của chiếc xe này thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì đây chiếc xe đã qua kiểm tra rất là chi tiết và kỹ càng rồi. Và form dáng xe thì không chê được. Mazda nó có ngôn ngữ thiết kế đặc trưng và riêng rẽ, cho nên nó sẽ không nhầm lẫn với bất kỳ một cái mẫu xe nào cả. Và anh chị có thể nhận thấy được cảm biến trước sau đều được trang bị này. Một chiếc xe mà phải nói rằng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, phần đèn phía sau đó là LED màu đỏ và tất cả form dáng xe liền lạc chuẩn mực. Và với cái công nghệ cao cấp đến từ Mazda, đó là đã trang bị cốp điện cho hạ cửa sau này. Đấy, anh chị nhìn thấy được rằng là ta có thể mở cốp ra một cách chỉ bằng một nút bấm nhé. Và không gian để đồ đằng sau cực kỳ là rộng rãi luôn. Tất cả đều được ốp nỉ và nhựa cao cấp. Và đặc biệt đây là một cái chiếc xe chạy rất là ít và chạy giữ gìn. Cho nên là cái lốp theo xe, lốp sơ cua anh chị nhìn thấy nó còn chưa lăn bánh nhá anh chị này. Vâng, lốp sơ cua còn chưa hạ nhé. Một chiếc xe mới kính cong luôn. Mới kính cong luôn, và độ mới của nó phải nói rằng nó quá là chuẩn mực. Lốp sơ cua chưa hạ và tất cả những cái phần nhựa xung quanh xe này, nó thực sự là rất mới. Và từ những cái phần đinh bong này, xe bên em đã kiểm tra chuẩn mực, không có tì vết gì cả. Xe nguyên bản nguyên zin, không tai nạn, không ngập nước, máy zin, không thủy kích anh chị nhé. Tất cả đèn đóm cũng là zin tuyệt đối luôn. Và từng chi tiết xe là chuẩn mực cho quý khách hàng. Đấy, lốp này còn mới như thế này. Một chiếc xe đời 2017 mà không ngờ rằng nó lại có độ mới quá xuất sắc như thế này. Và bây giờ anh chị sẽ cùng em khám giá không gian nội thất của chiếc xe này. Đây là bản Luxury, có nghĩa là phiên bản đủ và full nhất anh chị nhé. Cho nên nó được trang bị hai ghế lái là hai ghế điện. Đặc biệt đó là ghế điện thì được trang bị ở ghế lái đằng trước và ghế lái ở bên phụ, bên tài ở bên phụ nhé. Đấy, điều chỉnh đa hướng. Ghế da nguyên bản theo xe. Anh chị nhìn này, bộ ghế da cao cấp nó còn mới như thế này. Mới như những chiếc 2022 luôn. Túi khí được trang bị vòng xung quanh xe. Và anh chị nhìn này, những cái chi tiết dù từ những con ốc này, từ những cái tai cửa này và từ những cái phím nhựa này, nó mới dã man luôn. Vâng, phải nói rằng bác chủ này là bác ấy là người đi khá là giữ gìn, cho nên là bác ấy giữ được cái độ mới cho cái xe này quá là tuyệt vời. Cửa sổ chơi không thể thiếu được đúng không ạ? Không thể thiếu được rồi. Chân nỉ nguyên bản vẫn đẹp xuất sắc. Thiết kế nội thất của xe thì cực kỳ là nhiều option. Anh chị có thể nhận thấy được là cốp điện này, rồi chế độ TCS ợp này, chế độ i stop dừng đỗ 3 giây này. Đây là chế độ cảm biến nhé, và đây chế độ hỗ trợ dừng đỗ phanh. Tất cả các cửa ô, cửa gió đều được bạ chrome rất là đẹp đẽ và sạch sẽ luôn. Và đặc biệt đó là
trên bảng điều khiển trung tâm thì ngoài việc đó là xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp ra thì nó còn được trang bị phanh tay điện tử này. Phanh tay điện tử và ở đây phanh tay điện tử đây. Và ba chế độ lái thể thao này và các chế độ điều khiển trung tâm điều khiển bằng trung tâm, đây là điều khiển volume rồi các thứ điều khiển lung tung anh chị nhé. Và đây nữa này, điều hòa tự động hai vùng độc lập không thể thiếu được, anh chị nhìn tất cả chi tiết nó mới kính cong luôn. Để ấn nổ sát tốp này, tất cả các ô cửa gió đều được trang bị bằng lỗ cửa bằng điều hòa hết này. Màn hình cam lùi theo xe này, màn hình này là màn hình 7 inch, thiết kế nhỏ gọn, không bị vướng víu khi mà anh chị chuyển động. Mà loa trung tâm này, hệ thống loa giải trí là vòng xung quanh xe và có hệ thống giải trí trung tâm. Xe chạy đúng 6 vạn mốt, không sai 1 km anh chị nhé. Đúng 6 vạn mốt luôn. Và đây, tất cả các chi tiết xe là zin vào nguyên bản. Và từ những con ốc xe là nguyên bản luôn, không hề tháo mở nhé. Đây là một những cái chi tiết mà anh chị lưu ý, bởi vì bên em có kiểm tra rất kỹ từng cái chi tiết của xe rồi. Đây, một kính auto và ba kính chỉnh điện, gương gập điện tự động, toàn bộ tam ly cửa mới kính cong luôn. Đấy, anh chị có thể nhận thấy được là mới kính cong luôn nhé. Tất cả các chi tiết xe liền lạc và đẹp đẽ và sạch sẽ. Một chiếc xe mà khẳng định về độ chất và độ nguyên bản và độ tươi mới của nó là tuyệt đối. Và với đời 2017 thì khó lòng có thể tìm được một cái chiếc xe nào mà nó lại đẹp và chuẩn mực được như chiếc xe này. Với cái tầm tiền là trên 700 triệu đồng, rẻ hơn so với mới gần 300 triệu đồng, thì anh chị sẽ tiết kiệm được kinh tế gia đình một cách khá là tuyệt vời, khá là tuyệt đối luôn. Và phải nói rằng cái màu sắc của chiếc xe này là rất đẹp, nó rất là nổi trội, ra ánh sáng thì nó đổi màu, còn lại ở bên trong tối thì nó hơi đen một chút, nhưng ra ánh sáng thì nó lại tỏa ánh sáng rất là sặc sỡ. Phải nói rằng đây là một chiếc xe rất là xuất sắc, nó phù hợp với những anh chị là mệnh thủy, mệnh kim. Và những anh chị nào có cái bản mệnh như thế này đi những chiếc xe này thì tuyệt vời. Từng con ốc là bao zin cho anh chị luôn nhé. Một chiếc xe đẹp xuất sắc, xe còn nguyên zin cả hai chìa khóa, giấy tờ đầy đủ theo xe. Đấy, giấy tờ đầy đủ theo xe. Và một chủ chạy từ đầu anh chị nhé. Đầy đủ tất cả, đăng kiểm dài đến tận tháng 4 năm 2024. Vâng, còn một năm đăng kiểm nữa. Và tất cả các chi tiết xe là đẹp xuất sắc. Những hàng ghế, bộ ghế da nguyên bản theo xe 2017. Vậy là nếu như anh chị nhìn thì có thể là xe này chạy đến 5 năm rồi. Nhưng độ mới của chiếc xe này ngang bằng những chiếc đời 21, 22. Nhiều chiếc đời 21, 22 còn không mới được bằng chiếc xe này. Đó thực sự là cái cảm nhận thực tế mà khi mà ta xem cái chiếc xe này. Tem mác xe còn zin mà nguyên bản đây, không một tì vết với cái chiếc xe này. Và đây chị nhìn cái không gian phía sau của chiếc xe, ta sẽ thấy được rằng nó rất là rộng rãi và thoáng đãng. Cái mẫu sinh 5 form mới này thì nó cho cái chiếc xe cái form nó đẹp, form nó rộng rãi và chuẩn mực. Và đây anh chị nhìn này, hàng ghế sau là nguyên zin như mới, không một tì vết luôn. Đầy ghế mới kính cong luôn và gần như là không có người ngồi đối với cái hàng ghế sau này. Đây, bộ ghế da mới kính cong luôn. Và tất cả các chi tiết xe liền lạc, chuẩn mực. Ngay cả những cái thảm lót này vẫn là thảm lót theo xe từ đầu. Và cửa gió điều hòa phía sau là không thể thiếu được rồi. Đây, chị nhìn tất cả các chi tiết, nó cực mới luôn nhá. Nó cực mới luôn và không có điểm chê với chiếc xe này. Và bây giờ xin mời chị tới phần máy của chiếc xe. Đấy, phần máy để biết được độ chuẩn mực và độ chính xác của cái chiếc xe CX-5 2017 này. Mới như 2021 luôn các bác nhé. Một chiếc xe quá chuẩn mực về chất lượng cũng như là về cái độ đẹp, form dáng. Dạ vâng. Vâng, tiếp theo thì đây là phần máy của cái chiếc xe CX-5 này. Anh chị sẽ biết rằng là với những mẫu xe Nhật thì bao giờ nó cũng là những cái khối động cơ cực kỳ là bền bỉ và tiết kiệm. Đấy, những cái phần chắn tấm nỉ phía bên trên vẫn còn nguyên zin. Và từng cái chi tiết xe anh chị có thể nhìn thấy phần đèn đóm cũng nguyên zin này. Tất cả xe là nguyên bản nhé, không có độ đẽo một cái gì cả. Đấy, tất cả sơn lòng trong, từ con ốc cabo cũng là nguyên zin, chưa từng tháo mở. Nói chung là độ chuẩn mực về chất lượng của chiếc xe này là bao bảo hành zin tuyệt đối cho anh chị. Và anh chị sẽ thấy được là chiếc xe này, bộ ba con ốc máy này zin này, tất cả những con ốc chân này zin này, và máy sáng kính cong luôn. Và độ mới của chiếc xe với công nghệ Skytit với khối động cơ 2.0 thì thực sự đây là độ chuẩn mực về chất lượng của một dòng xe Nhật. Xe zin từ keo giằng cò luôn anh chị nhé, zin từ keo giằng cò luôn. Máy em đang cho nổ rồi, máy nổ thì động cơ 2.0 thì nổ rất êm rồi, máy khá là mới. Và phải nói rằng là đời 2017 mà kiếm được những em xe như thế này thì cực kỳ là hiếm luôn đấy ạ. Cực kỳ là hiếm luôn.
không dễ tìm đâu. Và tất cả những chi tiết này, tem mác xe này, zin này, và tất cả các chi tiết xe là nguyên bản này. Đời 2017 với giá tiền trên 700 triệu đồng. Vâng, phải tôi nói là thực sự là đây là những cái chiếc xe mà có tầm tiền khá là hợp lý và chuẩn mực nhé. Vậy thì với chiếc Mazda CX-5 2017 bản 2.0 form mới, form 2018 thì bên showroom của em Dũng đang chào bán trực tiếp với giá đó là 735 triệu đồng. Vâng, 735 triệu đồng có gia lộc, có bớt cho anh chị thiện chí. Vâng, quan trọng là đây là một chiếc xe cực đẹp và cực xuất sắc. Nếu anh chị có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834, hoặc đến trực tiếp địa chỉ số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương để xem xe. Em Dũng xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.